Ngày đầu tiên đến trường, trẻ nhỏ khóc váng trường mầm non. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sau quãng thời gian dài nghỉ dịch kể từ tháng 4 2021, hôm nay, 13 tháng 4, trẻ mầm non tại Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp. Nhiều cảm xúc lẫn lộn của giáo viên, phụ huynh và học trò trong ngày hội đến trường này. Trong không khí ấy, chỉ có các em nhỏ là mếu máo, bỡ ngỡ khi bố mẹ đưa đến trường rồi quay đi. Theo nhiều phụ huynh, trẻ mầm non, mẫu giáo là đối tượng thiệt thòi nhất so với các cấp học khác. Vì vậy, việc Hà Nội cho phép trẻ mầm non đến trường đã nhận được nhiều sự đồng thuận. Cô Nguyễn Minh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Nhân Chính, Thanh Xuân chia sẻ, sau gần một năm mới được đón học sinh quay trở lại, hôm nay là một ngày tràn đầy cảm xúc đối với các thầy cô nhà trường. Suốt nhiều ngày nay, các giáo viên và ban lãnh đạo nhà trường đều mong chờ từng giây phút được chào đón các con. Từ sáng sớm, toàn bộ ban giám hiệu và giáo viên đã đứng ở cổng trường để sẵn sàng đón các con vào lớp. Chia sẻ với Vietnamnet, cô giáo Nguyễn Thị Đào, giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo bé 3 đến 4 tuổi, trường mầm non Lê Quý Đôn, quận Hà Đông chia sẻ, do là ngày đầu tiên trở lại trường nên hôm nay nhiều trẻ khóc mếu, thậm chí đòi về cùng phụ huynh. Để khắc phục, cô Đào cùng các giáo viên đã dùng các biện pháp nghiệp vụ như dỗ dành, trấn an tâm lý, tổ chức trò chơi để các bé yên tâm. Dù vất vả, song cô Đào cho hay, các giáo viên của nhà trường cũng đã có kinh nghiệm, cũng như quyết tâm để các bé đến trường được an toàn, vui vẻ. Nhà có cô con gái hơn 4 tuổi, chị Phạm Thị Thương, quận Cầu Giấy cho biết, năm ngoái con chị đi học được 3 tháng, vừa vào khuôn khổ của lớp thì trường phải đóng cửa vì dịch bệnh. Hai vợ chồng chị phải thay nhau xin làm việc trực tuyến để chăm con. Hôm nào ít việc thì còn được ăn sớm, ngủ sớm, ngược lại thì phải chờ ba mẹ. Hay tin trường học được phép hoạt động trở lại, tôi vui lắm. Lứa tuổi này phải đi học, phải được chơi với bạn bè thì mới năng động, phát triển. Duy chỉ có điều phải tập lại cho con từ đầu việc đến trường, chắc cũng khá gian nan. Sáng nay, khi tôi đưa con đến lớp, bé quay ngoắt rồi ôm mẹ, không chịu vào lớp. Cô giáo phải dỗ dành mãi con mới cho cô bế. Thế nhưng, tôi vừa quay đi, thì bé gào lên khóc nức nở. Chị Thương nói. Chị Nguyễn Thu Trang, phường La Khê, quận Hà Đông cho hay, hôm nay cũng có chút lo lắng, nhưng cũng rất phấn khởi khi con được quay trở lại trường. Con trở lại trường thì mình có thể yên tâm, tập trung đi làm. Chúng tôi cũng yên tâm hơn khi cho con đi học, khi dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội có vẻ đã được kiểm soát tốt. Chị Trang nói, theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, tỷ lệ phụ huynh đăng ký cho trẻ trở lại trường từ ngày 13 tháng 4 đạt 80%, báo cáo từ các phòng giáo dục đào tạo cho thấy, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, nhiều trường, nhóm lớp đã rà soát, hoàn thiện các điều kiện để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường.